Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với đội Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến thứ 6, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ sáu, 6, 6 tây tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, thị trường lao động của Mỹ tự nhiên tăng mạnh một cách bất ngờ. Báo cáo của Bộ Lao động sáng ngày hôm nay cho biết là hồi tháng 9 nước Mỹ có thêm 336.000 việc làm, một con số tăng không thể ngờ được So với tháng trước Và đây là mức tăng lớn nhất Kể từ tháng riêng tới giờ Và đây là một bằng chứng cho thấy Các công ty Vẫn tin tưởng Vào công việc của mình Và họ tiếp tục mướn người Cho dù à, lãi suất có tăng cao Và nền kinh tế có vẻ là không được thuận lợi cho lắm à, Hồi tháng trước Thì là tháng 8 đó Tháng 8 số việc tăng trong tháng 8 là 227.000 người. Sau khi đã được tính toán lại, còn tháng 7 đó thì cũng tăng cao so với con số mà người ta dự đoán. Như vậy là trong 3 tháng qua, trung bình mỗi một tháng, tức là tháng 7, 8, 9, nước Mỹ mỗi tháng có thêm 266.000 việc làm. Một con số mà chắc chắn sẽ làm cho ngân hàng liên bang sẽ có thể tính đến chuyện tăng thêm lãi suất để mà giảm đi bớt cái vấn đề lạm phát. Ở báo cáo này ngày hôm nay cho thấy là về tỷ lệ việc làm vẫn không à, tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi ở mức 3.8%. Đây là cái mức cũng không có cao lắm so với nửa thế kỷ qua. Như vậy là thị trường việc làm vẫn tăng trưởng chống lại những cái đe dọa của năm nay, đặc biệt là vấn đề lạm phát cao và ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất có cái gì dù ngân hàng tăng lãi suất dù lạm phát tăng cao để cho việc làm nó giảm xuống nhưng không các công ty vẫn muốn người à, đè luôn cái chuyện này à, trong khi mà thưa quý vị khi mà ngân hàng tăng lãi suất như vậy có nghĩa là vay mượn cái gì nó đều tốn kém hơn đúng không nhưng người ta vẫn vay mượn để người ta đầu tư ta làm ăn thành ra người ta mướn thêm người và một cái điểm đặc biệt nữa là mặc dù lạm phát như thế bà con la dữ quá nhưng mà gì vẫn chi bạo uh, bà con chi tiền bạo luôn như vậy cho thấy là dân bán than không à giả bộ là ô đắt quá im đắt quá đi đâu mua đắt quá mà tôi thấy spend tiền chi tiền quá trời luôn chi là loạn sang ngầu luôn chính vì chi như vậy cho nên kinh tế nó mới tăng trưởng cho nên việc làm mới nhiều và tính những cái này nó xóa tan những cái dự đoán khác mà bi quan về nền kinh tế có cái gì đại đa số dân mỹ là dân bán than than cho cố vô mà xài vẫn xài thấy không rồi cái gì nữa qua cái việc làm tăng hồi tháng 9 bây giờ người ta lo là có thể ông ngân hàng liên bang bây giờ còn có một quý cuối năm rồi ông đang cân nhắc chuyện là có thể là ông sẽ phải tăng lãi suất tăng lãi suất để mà làm giảm cái sức nóng của nền kinh tế. Đó. một cái điều nữa mà người ta thấy là vì sao bà con xài thì nhiều là bởi cái tiền mà lương trung bình á, tính so với năm ngoái thì năm nay tăng là 4.2%, tất nhiên so với lạm phát là vẫn thấp nhưng mà rõ ràng có tăng, tăng 4.2%. Thì ở cái mức mà gọi là lạm phát hiện nay thì nền kinh tế vẫn còn khỏe mạnh đó. Và coi như bây giờ đó là như tôi nói ngân hàng liên bang này, rồi các công ty này đó. Sao họ phải làm sao mà vừa tăng lãi suất rồi các công ty phải tăng cái giá lên, nhất là cái giá mà tăng lương để mà có thể muốn người Đó. Và hai cái này nó sẽ tạo ra cái gọi là lạm phát nữa. Đó, thành thử là nhiều phần là ngân hàng liên bang sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa hoặc thậm chí là hai lần nữa trong cuối năm nay bây giờ chúng ta là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Rồi mặc dù là lãi suất tăng trong hai tháng qua có nghĩa là vay tiền khó hơn đúng không và người ta hy vọng là làm cho kinh tế nó giảm xuống nhưng mà trong mấy tuần qua thì người ta thấy là những yếu tố khác nữa chẳng hạn như là giá xăng tăng rồi cái tiền mà xóa nợ sinh viên bắt đầu là cũng có ông Biden mới ngày hôm qua hôm kia chi thêm 9 tỷ nữa xóa nợ cho 125 ngàn người rồi những cái vụ mà đình công đúng không rồi đe dọa chính phủ đóng cửa đó là những cái điểm mà thưa quý vị có thể là nguy hiểm với nền kinh tế nhưng mà các kinh tế gia họ bảo rằng là vẫn không đủ ông ngân hàng liên bang nhiều phần là ông sẽ tăng còn nếu tại tệ lắm là ông để yên như thế này bởi vì là ông ngân hàng liên bang bảo anh cái than mà sau dốc công việc ra nhiều quá thấy không thành ra là cái đó là cái mà sáng ngày hôm nay tôi đọc cái tin này tôi cũng ngạc nhiên luôn rõ ràng là dân mỹ là dân ban than chào anh Long anh có thêm uh, chuyện gì liên quan các vụ mà việc làm mà coi như là tăng tới 336 ngàn việc làm trong tháng 9 là sao tôi muốn bổ sung cái ý kiến của anh hồi nãy anh nói rằng là người ta vẫn chi bạo phải không anh ừ. thì thứ quý vị trong cái báo cáo cho thấy rằng là những cái công việc làm trong cái kỹ nghệ mà ăn chơi giải trí ừ. khách sạn tăng lên cao nhất là 96 ngàn việc làm có nghĩa rằng là người ta vẫn trả tiền để đi chơi vẫn đi hưởng trả tiền cho chuyện như anh, là chơi anh chơi nhảy, nhảy múa anh chơi nhảy múa rất là nhiều đó, nó thể hiện rõ ràng là công việc mà anh chơi nhảy múa tăng sáu chín mươi sáu ngàn công an Việt Nam à. rồi một cái lĩnh vực khác mà có thêm công việc thứ, đứng hàng thứ nhì đó là công việc của government bảy mươi ba ngàn công an việc làm rồi cái thứ ba đứng hàng thứ ba là bốn mươi ngàn việc làm cho cho cái y tế và cái chuyện này là chuyện không lạ, thì bởi vì thưa quý vị thế hệ baby boom một ngày hình như theo chúng tôi nhớ một ngày cũng khoảng khám ít nhất là một triệu người, yeah. thế hệ đó là vào cái tuổi về hưu thì đương nhiên con số những người phục vụ y tế trong cái ngành này nó tăng lên. rồi những cái kỹ nghệ khác thì không có gì uh, cao nhưng mà tuy nhiên có một số chuyện nó lại mà đóng góp thêm vào cái con số công an việc làm là cái cuộc đình công của cái kỹ nghệ mà làm phim đó yeah. đã dịch. <laughs> cho nên nó thêm tăng thêm chừng uh, vài ngàn người <laughs> trong trong cái kỷ niệm này. Đó là một số chuyện mà chúng tôi đưa đến cho quý vị. Thì cái điều mà chúng tôi đáng chú ý là thiên hạ vẫn còn nhiều tiền. Ừ. Vẫn còn nhiều <laughs> tiền đi chơi nhiều và và đó là cái điều chúng ta cần lưu ý. Thì chi, chi bạo tức là còn nhiều hả? tiền để chi bạo chứ không phải yes, đi chơi không, yes. đúng không? Nhiều lĩnh vực khác nữa nhưng mà chỉ đi chơi. Yeah thì ba cái thuật cho coi cái laptop của tôi rồi coi về cái tỷ lệ thất nghiệp á, tỷ lệ thất nghiệp thì coi như gần như là không đổi trong mấy tháng qua quý vị thấy không? Tháng riêng nó lên tới 15%, đó bây giờ nó xuống khoảng chừng cỡ tháng hai 2020, xin lỗi tháng giêng 2020 là nó tới 15%. Sau đó thì khoảng chừng tháng 5 tháng 6 thì 2020 và nó xuống khoảng cỡ 5% và nó lên một chút xíu 2 tháng 10 2020 sau nó xuống 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 là quý vị thấy không? xuống 2022 là 3.9 và bây giờ nó cứ đều đều ở khoảng 3.5, 3.7 khoảng và bây giờ hiện nay nó là 3.8 là tính tới tháng 9 2003. Như vậy chúng ta nhìn cái biểu đồ chúng ta thấy đó là trước đó vào năm 2017 16 chứ, tháng 9 2016 nó là khoảng 5%. Thấy không? Và cho đến bây giờ là tháng 9 2023 đúng không anh? Dạ. Yeah. Uh, 2003 cái này nó khoảng cứ 16 2003 như vậy là mấy năm 6 năm. 6 năm sau thì nó xuống 3.8%. Đó. Thì cái này nó cũng có là trong cái thời kỳ ông Donald Trump là nó xuống này, Nó xuống, này, nó xuống này, tới khoảng là 3.5%. Đó. Bắt đầu là qua tới 2021, ở đây 20 nó nó xuống thấp, có lúc xuống thấp cũng khoảng là 4.2%. Nhưng bắt đầu qua 2021, tháng 2 2021 là ông Biden vô là 6.3%. Thấy không? 6.3% và bây giờ ông đã ông làm sao cho giảm được cái này phải phải lỗi ông Biden đấy. <laughs> lỗi Biden đó. Lỗi Biden quá. The stop uh, here phải không? À, yes. Không cần biết anh là ai, không cần biết từ đâu. Thì uh, thưa quý vị, cái uh, nó cho thấy một cái chuyện là gì? Uh, kinh tế của Mỹ nó đang phát triển một cách gọi là cứng đầu. <laughs> gọi là cứng đầu. Tức là gì? Lạm phát cao bà con la làng. Ông liên bang hạ tăng lãi suất để cho chúng mày không mượn tiền nữa, mà nó vẫn tăng và thêm một cái nữa là giá xăng tăng mà tại sao người ta vẫn đổ là sai bây giờ tình hình giá xăng thế rồi anh ngược thế anh nó ngược không, không, không chứ anh nhớ à. người ta la làng một xăng california gần bảy đô la mà hôm nay tình hình sao rồi chuyện california là là khác à. à nhưng mà chuyện toàn quốc thưa quý vị mọi chuyện mọi sự mà gọi là tin vui luôn chăng để, đưa, 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 đưa mới, đưa bây mới. giờ người ta lại tiếp tục dư tiền để đi ăn chơi nhảy múa à, tại sao vậy? à thưa quý vị dự đoán cho biết rằng là trong những ngày tới, giá xăng trên toàn quốc sẽ xuống ở mức là 3 đô la cho một gallon. Lý do là giá dầu thô xuống 10 đồng cho một barrel thì một mới một thùng, thì mới đây giá có lên 90 uh, trên 90 đô la cho một thùng thì bây giờ đi xuống còn 84 đô la cho một barrel và trên cái đà này thì giá xăng trong những ngày tới sẽ xuống 3 3 đô la cho một à, một gallon. Hiện tại bây giờ xin lan kỹ thuật cho xem màn laptop của tôi. Hiện tại bây giờ giá xăng trên toàn quốc mức trung bình là 3 đô la 74 Washington xu cho một gallon và những cái tiểu bang như Texas. Như quý vị thấy là hiện tại bây giờ là có 3 đô la 2 23 đô la 27 xu cho một gallon. Những cái tiểu bang Louisiana cũng như vậy. Những cái tiểu bang Mississippi còn ít hơn nữa có 3 đô la 18 xu cho cho một ca long thì tôi, thưa tôi, quý vị. Tôi tôi, tôi thấy anh cái chĩa màu xanh chĩa màu đỏ tôi bây giờ màu đỏ không nhà. câu chuyện của màu đỏ nó là rồi, một câu đó, chuyện khác California bữa hôm này chúng ta nên uh, nhiều, uh, bao nhiêu bao nhiêu bữa bao nhiêu năm năm oh, đô la tám mươi bảy xe xuống rồi xuống hôm trước là trên sáu đô la. Dạ trên sáu đô la. Thì như thưa quý vị chúng tôi thưa quý vị trong cái một uh, phần chương trình sốt thêm vào tuần trước chúng tôi giải thích quý vị cái vấn đề xăng của California là một câu chuyện chính trị riêng của cái tiểu bang này chúng ta không có bàn gì nhiều nhưng mà rõ ràng về tổng thể giá xăng xuống và cái chuyện này người ta cũng tôi cũng chưa có đọc được một cái giải thích là tại sao đáng lẽ là cái giá xăng nó cái giá dầu thô nó phải tăng lên là bởi vì apec đã áp dụng cái chuyện cắt giảm sản lượng dầu thì bây giờ giá dầu lại đi xuống cho nên thưa quý vị cái điều quan trọng người ta ghi nhận là tất cả các uh, dầu mà xuất cản ra từ mỹ giá đi xuống bởi vì thưa quý vị đến lúc này thực tế là lớn nhất là nước Mỹ là quốc gia sản xuất dầu nhiều nhất trên thế giới. Tôi, tôi bây giờ đừng có nói xong ừ. dài bây giờ tôi hỏi anh nè, dạ. nãy cho bản đồ đó đó, ừ. giờ tôi bên California săn đất, tôi chạy qua tiểu bang khác tôi đổ xăng rẻ được không? À, anh chạy đi chạy về, <laughs> Nó Ủa? Còn đổ hơn. nó còn nhiều, nhiều hơn à? à, vậy, à, vậy, à. <cười> <cười> vậy thì vậy thì tôi đổ đủ, tôi đổ xăng ở đây, à đủ chạy qua bên cái tiểu bang rẻ, xong tôi đổ đầy bình tôi chất thêm mấy thùng nữa trên xe chạy về được không? Ừ. Được không, được không? nếu mà theo thời giá bây giờ yes bây yeah, giờ giá chúng ta có được gần, nữa giá là mắc hơn mắc hơn gấp đôi so với cái nơi khác nửa giá ví tôi 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 đổ đầy đề bình ở đây đúng không tôi chạy qua đó tôi đổ đầy bình lại tôi chất thêm mấy thùng trên xe nữa nhưng mà tôi về là có lời nhưng mà tôi can nè <laughs> tôi can rủi ro trong chuyện đó nhiều quá <laughs> nói cho vui vậy thôi thưa quý vị thì giống như tôi nói là California nói chung là các tiểu bang miền Tây nó có những cái vấn đề thuế môi trường này kia các thứ đủ thứ thành ra nó đắt hơn thì đó là câu chuyện kinh tế sáng ngày hôm nay xin quý vị đừng rời màn hình fbtn chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.